Trai phân 10 này thì đã được cấu hình học cái mặt của tôi. Và bây giờ tôi sẽ đặt nó trên cái giá. Và như vậy, cái đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm là mở khóa chiếc iPhone này. Đầu tiên chúng ta thấy đây là trước mặt chiếc iPhone là không phải của ngược. Và chúng ta cùng xem. Cùng các bạn chú ý vào màn hình. Như vậy, rõ ràng là trước mặt chiếc iPhone thì không phải một người nào cả. Và chiếc iPhone sẽ yêu cầu là chúng ta nhập passcode để có thể truy cập vào chiếc điện thoại này. Bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm lại. Và tôi sẽ mở khóa chiếc iPhone này bằng chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt. Vâng. Các anh chị có thể chú ý vào cái màn hình. Đừng tì. Vâng. Chúng ta chiếc iPhone đã được mở khóa. Tôi sẽ thử nghiệm lại một lần nữa. Hôm trước thì trên cái clip ở trên chúng tôi đã công bố thì cái hình ảnh nó hơi nhanh nên một số bạn không nhìn thấy cái hình ảnh cái khóa ở trên màn hình. Vâng, rất dễ dàng để mở khóa. Và đây thì chúng ta sẽ cùng xem cái cấu hình security của Face ID vẫn đang để chế độ yêu cầu cao nhất là của cái cấu hình. Tức là cái cấu hình này nó sẽ yêu cầu là cái chủ nhân, theo giới thiệu của Apple thì nó sẽ yêu cầu chủ nhân phải nhìn trực tiếp vào cái điện thoại thì điện thoại đó nó mới được mở khóa. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng thấy là cái chiếc mặt nạ này đã mở khóa được. Và để chứng minh cái chiếc điện thoại này là của tôi thì tôi sẽ thử mở khóa bằng chính khuôn mặt của mình. Vâng, nó đã tự mở các góc độ khác nhau. Ok. Vâng. Chuyển giúp mình một lần. Vâng, và như vậy thì cái demo ở đây của tôi nói lên điều gì? Như các bạn đã biết thì Apple khi giới thiệu cái công nghệ Face ID trong buổi ra mắt thì họ có nói rằng thứ nhất là cái Face ID của iPhone X này không nhận ảnh 2D. Nhưng thực tế như vừa rồi thì mọi người sẽ thấy là nó đã nhận ảnh 2D, bởi vì trên cái mặt ở đây của tôi là tôi dùng cái ảnh 2D tôi dán lên cái khung 3D. Đây chính là ở đây có một cái ảnh chúng tôi lúc nãy chúng tôi cũng thực cắt đây. Đây chính là ảnh 2D được cắt ra để dán. Như vậy là Face ID đã nhận ảnh 2D. Thứ hai là trong buổi ra mắt thì Apple cũng giới thiệu là họ cũng đã phải mời các cái chuyên gia tạo mặt nạ từ Hollywood cũng như các cái chuyên gia trang điểm để tạo những cái mặt nạ và từ đó làm cho Face ID có thể phân biệt được mặt thật và mặt giả. Mặt giả ở đây cũng là các cái mặt nạ. Nhưng mà trong trường hợp này thì rõ ràng là Face ID đã bị lừa bởi chiếc mặt nạ. Và Face ID thì theo nguyên tắc là chỉ nhận một khuôn mặt. Nhưng mà như vậy rõ ràng vừa rồi là tôi vừa mở mặt của tôi, tức là chiếc điện thoại này được mở vào mặt của tôi, đồng thời là mở một chiếc mặt nạ. Như vậy nó nhận cả mặt của chủ nhân và mặt nạ, và chúng ta có thể hiểu đấy là hai khuôn mặt. Bởi vì rõ ràng là chắc chắn đây không phải là ông Tuấn Anh, tôi đây. Vâng, tiếp theo tôi thì xin mời anh Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKV. Xin chào các anh, các chị và các bạn. Và các bạn đang theo dõi qua livestream. Cái clip về việc cái chiếc mặt nạ do BKV chế tạo đã có thể qua mặt cái bypass cái Face ID của Apple mấy ngày hôm qua đã gây sự chú ý rất là lớn trên khắp thế giới. Và mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao cái mặt nạ của BKV rất là đơn giản, và với cái việc chế tạo nó chỉ hết 150 đô la Mỹ
thì lại có thể đánh bại cái Face ID. Thì trong khi có rất nhiều cá nhân và các nhóm khác ở trên thế giới, bao gồm các chuyên gia an ninh mạng và các tờ báo về công nghệ đã dùng rất nhiều thử nghiệm, nhưng cuối cùng thì cũng không thể đánh bại cái Face ID. Và chúng tôi cũng thấy là nhiều đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã phải ca thán là quá mệt mỏi để test nhưng mà vẫn không thể đánh bại. Như vậy thì tại sao BKB lại có thể làm được và lại có vẻ như lại đơn giản như vậy? Mặt nạ của các đồng nghiệp của chúng tôi nhiều nơi làm nó có thể lên đến vài nghìn đô và làm nhiều kiểu mặt nạ khác nhau nhưng vẫn không đánh bại nổi cái Face ID. Và cũng vì như vậy, cái sự ngạc nhiên như vậy, nên rất nhiều các phóng viên trên khắp thế giới đã gửi cho chúng tôi rất nhiều các câu hỏi. Và tất nhiên là cả các bạn phóng viên ở Việt Nam cũng vậy, cũng gửi cho chúng tôi rất nhiều các câu hỏi. Thậm chí có cả những cái, có rất nhiều câu hỏi rất là thú vị, nhưng thậm chí có cả những cái thắc mắc và thậm chí là cả hoài nghi nữa. Cái cách là BKAV đánh bại cái Face ID của Apple như thế nào? Và đấy là lý do tại sao chúng ta có cái buổi họp ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ chỉ ra, sẽ chia sẻ là chúng tôi đã làm như thế nào để có thể bypass cái Face ID. Thì trước tiên thì chúng ta phải đi về bản chất của cái công nghệ Face ID là như thế nào. Ở đây là hình ảnh của Apple khi ra mắt cái iPhone 10. Để cho đơn giản thì chúng tôi, đây là hình ảnh ở cái khu vực gọi là hệ thống Face ID. Chúng tôi chỉ để lại ba cái yếu tố làm nên hệ thống Face ID. Ở đây thì chúng ta có thứ nhất là một cái nôm na về bản chất để cho dễ hiểu, để lát nữa chúng ta có thể hình dung cái cách của chúng tôi làm. Thì đây là cái thành phần thứ nhất của họ, là một cái có thể nôm na hiểu là một cái bóng đèn, nhưng sử dụng bóng đèn ánh sáng hồng ngoại. Cái bóng đèn này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chiếu sáng mặt của chủ nhân để chụp bức ảnh nó có độ nét tốt, mà luôn luôn là như vậy. Thế và cái tính năng này nó sẽ sử dụng thường xuyên. Nếu là cái bóng đèn thường này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhấp nháy không ổn chút nào về trải nghiệm. Thế thì họ đã sử dụng cái bóng đèn về hồng ngoại, tương tự như là cái công nghệ iris scan của Samsung chúng tôi đã nghiên cứu, cũng có một cái bóng đèn giống như thế này. Thứ hai là cái camera hồng ngoại, nó sẽ chụp cái hình ảnh hồng ngoại của mặt chủ nhân. Cái hệ thống iris scan của Samsung cũng có hai cái này. Và của Apple thì thêm một cái này nữa, chúng ta có thể hiểu đây là một cái bóng đèn thứ ba, bóng đèn thứ hai. Cái bóng đèn này thì thay vì nó chiếu cái bóng ánh sáng như thế này và hồng ngoại, thì ở đây nó lại chiếu theo các cái chấm điểm, một cái lưới chấm điểm. Thì chúng ta có thể hình dung là cái chấm điểm nó chạm vào các cái bề mặt ở trên mặt của mình, ở cái điểm cao và điểm thấp khác nhau, thì cái phản xạ ánh sáng nó khác nhau. Và cái bức ảnh chụp bởi cái camera hồng ngoại này thu về, họ sẽ phân tích cái phản xạ khác nhau để tạo ra, họ biết được là cái nào ở điểm cao, cái nào ở điểm thấp, và tái tạo lại cái khuôn hình 3D. Đơn giản nó là như vậy. Đấy, thì nếu hiểu như thế thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó sẽ bắt đầu đơn giản hơn. Và như vậy ấy, thì chúng tôi là những nhà nghiên cứu về bảo mật, là những nhà nghiên cứu về an ninh. Và đây là công việc của chúng tôi. Khi có một công nghệ mới ra trên thế giới, đặc biệt nó ảnh hưởng, nó sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, thì đấy là công việc và là thách thức đối với những nhà nghiên cứu an ninh mạng như chúng tôi. Ví dụ như các chị đã nghe anh Tuấn Anh nói lúc trước ấy, là năm 2008 thì cái lần đầu tiên trên thế giới đưa ra cái công nghệ nhận diện khuôn mặt vào trong máy tính sách tay, thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ngay, và sau đó vài tháng thì chúng tôi đã chỉ ra là có thể vượt qua, và tức là công nghệ chưa đảm bảo, chúng tôi cảnh báo cho người sử dụng. Hay là gần đây Samsung đưa ra như vậy thì chúng tôi cũng là một trong hai đơn vị đầu tiên trên thế giới đưa ra cái cảnh báo là nó cũng chưa đảm bảo. Và lần này là Face ID. Thế thì đấy là nhiệm vụ của chúng tôi, và như vậy ở đây chúng tôi sẽ phải vượt qua ba thứ. Thứ nhất là cái bức ảnh chụp bởi cái cái mặt người sử dụng. Thứ hai là cái chúng tôi phải vượt qua là cái hình 3D của khuôn mặt. Và đặc biệt ấy, trong buổi giới thiệu thì Apple cũng nói đến cái công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, để giúp cái máy iPhone 10 này nó có thể phân biệt đâu là cái mặt nạ và đâu là cái mặt người. Vốn người ta đã đoán trước đấy là cái để vượt qua thì chắc là người ta sẽ làm những cái mặt nạ như vậy. Thế thì có ba cái thách thức chúng tôi phải vượt qua như vậy. Và là những người làm về an ninh mạng,
cũng như là đã theo đuổi cái việc là tìm hiểu cái công nghệ về nhận dạng khuôn mặt này 10 năm nay. Thì tôi là người trực tiếp theo dõi cái buổi ra mắt của Apple. Và khi thấy Apple nói đến cái sử dụng AI để nhận diện khuôn mặt và có nhắc đến cái việc là có nhờ Hollywood và các cái nghệ nhân tạo cho họ những cái mặt nạ để cho cái AI họ học để giúp nó phân biệt mặt nạ với mặt thật. Thì ngay tại lúc đó thì tôi đã nhìn thấy là cái công nghệ dùng AI này của Apple đã có lỗ hổng, có điểm yếu. Tôi đã cảm nhận thấy như vậy khi họ trình bày. Tôi sẽ nói cụ thể hơn về cái đây các anh chị có thể nhìn vào cái mặt nạ chúng tôi đã tạo ra. Thì thứ nhất là ở đây chúng tôi có cái hình ảnh chụp khuôn mặt là hình ảnh 2D. Cái đấy chúng tôi đã có thể vượt qua cái đây 9 năm. Thứ hai là hình ảnh 3D thì chúng tôi có thể in một cái mặt nạ 3D. Vậy bây giờ cái thách thức lớn nhất vẫn là cái AI, là cái phức tạp hơn trong cái vấn đề này. Và như đã nói, khi theo dõi cái buổi ra mắt của Apple thì tôi đã thấy nó có vấn đề. Và đến đầu tháng 11 thì chúng tôi Apple chính thức bán iPhone 10 ra thị trường. Và chúng tôi đã có trên tay vào ngày mùng 4. Sau 5 phút thử nghiệm, với cái suy nghĩ từ trước, cái triết lý đã đặt ra từ trước, sau 5 phút thử nghiệm thì chúng tôi đã nhận thấy là đúng những cái chúng tôi đã suy nghĩ ở đây là như thế nào. Chúng tôi lúc Apple ra mắt thì tôi đã nghĩ như này này, là Apple đã học, như Apple nói là họ sẽ học hàng tỷ cái mặt người thật và sau đó học các cái mặt nạ do Hollywood làm. Và tôi thấy ngay một điều là vậy thì Apple và cái iPhone 10 nó có thể phân biệt là đâu là mặt thật tất cả và hay là đâu là cái mặt nạ tất cả, tức là tất cả cái đấy là mặt nạ hay là tất cả cái đấy là mặt thật, nó có thể. Ok, chúng tôi thấu hiểu AI nó làm việc như thế nào và chúng tôi biết rằng nó với cái cách như Apple nói thì nó sẽ phân biệt hoặc là mặt thật hoặc là mặt giả tất cả. Tôi đặt ra câu hỏi là vậy nếu như một nửa thật một nửa giả thì thế nào. Chúng tôi thấu hiểu cách AI làm việc và cái Apple nói trong buổi ra mắt và tôi biết rằng đấy là điểm yếu và chúng tôi đã tiến hành các cái thực nghiệm với cái triết lý như vậy rằng là đừng để cho nó thật cả hoặc là giả cả. Đừng để cho nó là giả cả, nó chỉ một phần nửa là thật nửa là giả thì nó sẽ bị đánh lừa. Và quả nhiên kết quả đã thấy như vậy. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là các anh chị có thể nhìn vào đây. Camera cho tôi cái hình ảnh. Với cái triết lý là chúng tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ có một nửa giả và một nửa thật chứ không phải là tất cả đều là giả. Thì các anh chị có thể thấy ở đây mắt chúng tôi chỉ để một phần thôi. Một phần của hai cái mắt và cái mồm là bằng hình ảnh chụp thật và nó chỉ là một phần. Nếu điều nào xảy ra nếu như chúng tôi cho cái hình ảnh này nó rộng hơn, cái Face ID nó AI nó sẽ nhận ra ngay. Nhưng chúng tôi chỉ làm một phần. Cái mũi là chúng tôi làm bằng silicone, nó sẽ gần giống thật nhất, chúng tôi cũng chỉ để một phần. Cái phần má, cái này sẽ đặt ra câu hỏi nhiều nhất cho các bạn phóng viên trên quốc tế là không hiểu các bạn xử lý như thế nào và các bạn nói là đặc biệt là cái nào. Thì hôm nay chúng tôi cũng tiết lộ luôn thì nó cũng đặc biệt trong suy nghĩ, đặc biệt trong cái triết lý của nó, nhưng nó rất là đơn giản trong thực hiện. Đây chúng tôi có cái băng dính giấy và ở Việt Nam thì chúng tôi có thể mua cái này rất là dễ dàng ở các cửa hàng tạp hóa với giá khoảng 50 cent, tức là 10.000 đồng tiền Việt Nam. Đấy, và chúng tôi sẽ dán lên trên này. Vậy thì lát nữa sẽ có một cái tức là khi chúng tôi làm như vậy thì cái AI nó sẽ không nhận ra đây là cái mặt nạ nữa, nó sẽ thấy thật hơn. Và với cái nguyên tắc là cân đối giữa thật và giả, dựa vào cái triết lý chúng tôi đã tìm ra, chúng tôi tiến hành các thử nghiệm và kết quả chúng tôi ra cái mặt nạ như thế này. Và như vậy là rất đơn giản. Chúng tôi đã sử dụng cái trí tuệ, tức là sử dụng trí tuệ của con người để phân tích cái AI và chúng ta tìm ra điểm yếu. Và như vậy thì các anh các chị, các bạn có thể thấy ấy, nếu như các nhóm nào đó làm và không biết, không có một triết lý, không có một định hướng rõ ràng như vậy
thì họ sẽ phải làm bằng các mặt nạ, và họ sẽ thử các cách khác nhau. Có thể nói là, nói hơi quá một chút thì là thậm chí là hàng tỷ các cái option khác nhau, và sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là stress. Và đấy là tại sao tôi thấy có nhiều đồng nghiệp đã nói phải thốt lên là quá mệt mỏi nhưng vẫn không thể đánh bại cái Face ID. Nhưng với cái định hướng, với cái triết lý rất là rõ ràng như chúng tôi đã phân tích, thì chúng tôi thử có thể ra một cái mặt nạ trông nó hơi kỳ kỳ, nó hơi đặc biệt, nó nhìn nó không giống là thật như cái mặt nạ của Hollywood, nhưng nó lại có thể đánh lừa cái AI, đánh lừa cái máy. Đấy là sự khác biệt. Và chúng tôi có triết lý, cho dù là chúng tôi cũng phải thử trong nhiều ngày, gần một tuần khi đã có định hướng đấy, nhưng nó có một cách chắc chắn để ra. Trong quá trình làm, thực ra là chúng tôi cũng có những lúc tương đối là mệt mỏi, nhưng vì cái cách phân tích, cái triết lý đã đặt ra như vậy, chúng tôi tin tưởng là chắc chắn nó sẽ ra. Và kết quả cuối cùng là chúng tôi đã thành công. Và kết quả là chúng tôi có một cái mặt nạ rất là đơn giản, có thể đánh lừa được cái Face ID. Nó đơn giản trên hình thức, nhưng thực kỳ thực nó lại cực kỳ phức tạp về mặt triết lý, về mặt phân tích. Và đòi hỏi những người làm ra phải là những người có nghề, như chúng tôi là những người có nghề về an ninh mạng. Và chúng tôi rất thấu hiểu cái AI nó làm việc như thế nào. Và đấy là bí quyết của chúng tôi. Để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn, thì tôi xin mời anh Tuấn Anh là phó chủ tịch phụ trách mảng an ninh mạng của BKV sẽ lên có một vài cái demo để mọi người có thể hiểu rõ hơn cái phân tích của tôi vừa xong. Vâng, tôi sẽ tiếp tục có một cái demo. Đây, anh Cường sẽ lên hỗ trợ tôi trong cái demo này. Thì Cường cầm cái mặt nạ kia. Vâng, trên tay ở đây thì anh Cường đang cầm một cái chiếc mặt nạ. Đây là một chiếc mặt nạ được in bằng 3D. Nó tương đối là hiện nay thì cũng tương đối phổ biến tại Việt Nam. Nó rất giống tôi đúng không ạ? Bởi vì được in ra từ mặt của tôi, từ mẫu ra mặt của tôi. Thế thì anh Cường sẽ thử cho chiếc điện thoại iPhone 10 trên tay anh Cường học chiếc mặt nạ này. Cường sẽ thử nghiệm. Vâng. Thì bình thường nếu mà một người học nó rất là nhanh chóng, nhưng mà chúng ta thử xem là chiếc điện thoại iPhone 10 này có nhận và học cái chiếc mặt nạ này không. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái AI của Face ID đã phát hiện ra đây là cái mặt giả, và nó sẽ không thực hiện cái việc học cái mặt này nào. Và rõ ràng đây cũng là nằm trong cái kịch bản mà Apple đã training cho cái AI của họ. Vâng. Và bây giờ thì tôi sẽ thử học bằng mặt của tôi để phục vụ cho cái bước trang điểm, sau đấy tôi xin phép được bỏ kính ra. Hơi khó nhìn. Rồi ok. Vậy, nhận ngay. Rồi. Ok, lần thứ hai. Nhìn đâu? Cơ cầm. Đưa dưới nữa mà. Đấy, ở nhìn lên. Vâng. Bước lên cái, bước lên. Vâng.
Đấy là một cái ví dụ rất đơn giản, nó nằm trong tất cả các bước thử nghiệm của chúng tôi. Như anh Quảng đã trình bày, chúng tôi thực hiện rất nhiều những cái bước như vậy. Và cái ví dụ như vậy như vừa rồi thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là gì, là cái này không phải mắt tôi, cái này càng không phải mắt của tôi, nhưng mà Face ID nó nhận ra đây vẫn là mắt. Và cái điện thoại này vẫn được cấu hình ở cái chế độ là phải yêu cầu là người nhìn trực tiếp, tức là người nhìn trực tiếp vào điện thoại nó mới mở. Vâng, vẫn yêu cầu là người nhìn trực tiếp vào điện thoại nó mới mở. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái mắt giả này thì cái điện thoại này vẫn mở bình thường. Sau đây thì tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về cách mà chúng tôi thực hiện cái POC, cái proof of concept này là như thế nào. Thế thì trước khi nói về các cái bước thì tôi xin chia sẻ một chút về cái khái niệm gọi là POC, tức là proof of concept trong an ninh mạng. Tức là trong an ninh mạng thì có khái niệm là để POC chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản để chứng minh về mặt nguyên lý là xem có thể là vượt qua thực hiện được cái đề báo hay không. Và sau đó thì dựa trên cái nguyên lý này thì người ta sẽ thực hiện các cái kịch bản thực tế. Tôi lấy ví dụ là như này, trong cái công nghệ nhận dạng mống mắt, cái iris scanner mà chúng tôi cũng như một cái đồng nghiệp ở bên Đức thực hiện, thì cả chúng tôi và cái đơn vị đó thì đều sử dụng một cái camera hồng ngoại trong cái việc trong lúc thí nghiệm ấy, và chúng tôi sử dụng một cái camera hồng ngoại để chụp ảnh cái mắt của một cái người thử nghiệm. Đây chính là camera chúng tôi sử dụng trong lúc đó. Thế thì cái lúc mà thử nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ để cho cái người mà thử nghiệm ngồi trước mặt chúng tôi là để chúng tôi chụp ảnh thôi. Nhưng mà trong thực tế, sau khi mà chúng tôi đã thành công ấy, thì kịch bản thực tế thì sau này mà những cái kẻ tấn công có thể thực hiện thì người ta có thể dùng một cái camera có ống kính tele để chụp từ xa, thì đấy là kịch bản thực tế. Còn cái POC thì nó để chứng minh về mặt nguyên lý. Thế thì trong cái thực hiện cái POC của chúng tôi này thì chúng tôi thực hiện như sau. Đầu tiên là chúng tôi sẽ tiến hành là thực hiện cái chụp ảnh 3D. Bây giờ nó rất đơn giản. Chúng ta có thể dùng các cái smartphone hoặc là các cái máy chụp 3D. Ví dụ ở đây thì chúng tôi cũng có một cái điện thoại. Cái điện thoại chuyển sang máy quay giúp lại thôi. Thường ngồi luôn. Đây là một cái điện thoại có tính năng là chụp ảnh 3D. Đây các chị nhìn thấy đây. Đây chính là cái hình ảnh 3D mà dùng chính cái điện thoại này chụp cái khuôn mặt của tôi. Và hiện nay thì các cái công nghệ chụp ảnh 3D cũng rất là phát triển. Ngay tại Việt Nam cũng có những cái phòng chụp mà chúng ta chỉ cần bước vào và khoảng 2-3 giây thì nó sẽ chụp toàn bộ cái cơ thể của chúng ta để ra được cái dữ liệu 3D. Và sau khi có cái dữ liệu 3D đấy thì sẽ sử dụng để in ra các cái khuôn 3D. Ở trên đây thì trên bàn tôi đây chúng tôi cũng có rất nhiều các phiên bản. Trong cái, tất cả những cái bản này là chúng tôi chỉ thực hiện trong vòng khoảng 5 ngày từ khi bắt đầu có điện thoại cho tất cả các cái mẫu này. Và sau khi mà đã có cái khuôn 3D thì chúng tôi sẽ tiến hành là chụp ảnh để lấy các cái hình ảnh 2D. Đây chính là cái ảnh mà chúng tôi sử dụng ở trong cái POC này, ảnh 2D. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ nhờ nghệ nhân làm cái mũi silicone. Và cái bước quan trọng nhất là cái bước mà chúng tôi chỉnh sửa mặt nạ để làm sao nó vượt qua được AI của Face ID theo cách thức, theo cái nguyên lý và theo cái triết lý mà như anh Quảng đã trình bày. Và chúng tôi sẽ thử nghiệm cái việc này cho đến khi là cái iPhone 10 mở mặt nạ. Do đây là một cái POC nên là cái thời gian như hiện nay chúng tôi thực hiện trong cái bản mẫu này, trong cái bản mẫu mặt nạ này
là chúng tôi cần từ 8 đến 9 tiếng để từ khi mà có cái điện thoại và chúng tôi tạo ra, chúng tôi tinh chỉnh cái mặt nạ để làm sao cho nó mở khóa được cái điện thoại. Và cái quy trình này, cái quy trình mà để vượt qua này thì nó sẽ được rút gọn xuống khi mà chúng tôi tiến hành những cái cải tiến tương tự như khi mà chúng tôi nghiên cứu về cái iris scan và bắt đầu chúng tôi làm là vào tháng 4 năm 2017. Sau 2 tháng thì chúng tôi mới vượt qua được. Trong giai đoạn ban đầu tiên thì chúng tôi cũng mất cả ngày để mà tinh chỉnh, để tạo ra được một cái bản in để vượt qua được cái iris scan đó. Tuy nhiên sau khi mà đã tinh chỉnh và điều chỉnh cũng như chuẩn hóa về mặt quy trình thì chúng tôi chỉ cần mất khoảng 10-15 phút là có thể tạo ra một bức ảnh để vượt qua được cái iris scan. Và trong cái quá trình mà chúng tôi thực hiện cái PLC này thì chúng tôi tuân thủ cái nguyên tắc là không passcode. Có nghĩa là khi mà chúng tôi thực hiện bổ sung một cái thành phần, thử nghiệm cái thành phần trên mặt nạ để đánh lừa cái AI của Face ID, thì nếu mà cái thử nghiệm đấy không thành công, có nghĩa là cái mặt nạ lúc đấy nó chưa mở được cái điện thoại, thì chúng tôi sẽ thực hiện là chúng tôi không nhập passcode và chúng tôi sẽ cho cái điện thoại mở khóa bằng chính khuôn mặt của cái người thử nghiệm đó. Và như vậy nó sẽ đảm bảo 2 yếu tố. Một là nó không nhận, nó không học. Như các bạn biết là Face ID thì được Apple giới thiệu nó có khả năng gọi là học thêm, nó không học thêm cái mặt nạ. Và đồng thời là nó sẽ không bị giới hạn bởi cái ngưỡng là nếu mà chúng ta khóa 5 lần thì nó sẽ khóa lại. Vâng, và tiếp theo đây xin mời anh Quảng để tiếp tục. Tôi bổ sung một chút, anh Tuấn Anh có nói là cái POC cụ thể như cái iris scan thì chúng tôi đã có thể ra cái cách để có thể vượt qua nó, nhưng sau đó chúng tôi tối ưu và chỉ cần sau đó thì chỉ cần một chút xíu thôi là có thể vượt qua. Và cái iris scan ấy họ sẽ khóa cái máy sau 3 lần nếu nó nhận sai, còn cái Face ID này sau 5 lần họ sẽ khóa máy lại nếu như là nhận sai. Đấy, và như iris scan ấy thì sau đó chúng tôi có thể làm và nó có thể mở ngay. Tức là đấy là những kịch bản khai thác, và chúng tôi có một số cái kịch bản khai thác khác, nhưng tất nhiên là cái điều đó chúng tôi sẽ không public và chúng tôi sẽ nói với nhà sản xuất để họ có thể khắc phục. Như vậy thì tôi có thể kết luận là công nghệ Face ID của Apple nói riêng và công nghệ sinh trắc học sử dụng nhận diện khuôn mặt nói chung đến nay vẫn chưa đủ trưởng thành sau 10 năm phát triển. Vậy các bạn cũng nhiều bạn có đặt ra câu hỏi, vậy cái Face ID và cái iris scan của Samsung nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì chúng tôi cũng là những như đã nói là một trong hai đơn vị đã có thể vượt qua cái iris scan. Chúng tôi rất hiểu cái iris scan nó hoạt động như thế nào. Thì chúng tôi có thể nói như thế này. Thì cả tại lúc này thì cả Face ID và iris scan thì đều có thể bị vượt qua. Và như vậy cái mức độ an ninh nó chưa thực sự đảm bảo. Tuy nhiên ấy, thì mọi người cũng biết là iris scan thì nó lại có thể phân biệt các cái cặp sinh đôi. Và mấy bữa nay chúng ta đã biết là cái Face ID nó phân biệt các cái cặp sinh đôi là khả năng là rất là thấp. Và như vậy thì nếu không có cái cải tiến nào khác thì cái Face ID của Apple có thể nói là đang kém hơn, ít đảm bảo hơn so với cái iris scan của Samsung. Các bạn cũng đặt ra câu hỏi, vậy hai công nghệ này so với cái fingerprint bằng vân tay, nhận diện bằng vân tay thì thế nào? Chúng ta có cái phân tích như sau: cả Face ID và iris scanner đều có thể bị đánh lừa bởi ảnh chụp 2D hay là 3D như chúng ta thấy. Còn fingerprint cũng có thể bị đánh lừa bởi lấy dấu vân tay. Nhưng tuy nhiên thì lấy ảnh thì bao giờ cũng dễ hơn vì chụp từ xa, zoom, tele, các thứ vân vân. Hay là như lúc anh Tuấn Anh có nói là bây giờ có những cái phòng chụp thì họ có thể giấu kín các cái máy quét 3D và người bước vào thì có thể nó chụp trong 2 giây và không phát hiện ra là nó đã chụp ảnh của mình. Và càng ngày công nghệ nó càng phát triển. Đấy là tại sao các bạn nhìn chúng tôi làm này có thể phức tạp, nhưng mấy bữa nữa có thể bất kỳ ai cũng có thể làm cái này vì công nghệ càng ngày càng phát triển.
cái PUC nó quyết định là như vậy. Chúng tôi phải chỉ ra trước, để sau đó công nghệ nó phát triển thì những việc đó nó có thể trở nên đơn giản, mà nếu chúng tôi không có cảnh báo trước thì điều đó trở nên nguy hiểm. Lúc này có thể là không dễ để làm, nhưng càng ngày nó càng dễ hơn. Và thực tế là đây, ngay quanh khu vực Cầu Giấy này, chúng tôi đã in cái ba lê này, và cái người chủ cửa hàng đấy nói chúng tôi là anh em đã sắp nhập về một cái phòng sụt như vậy. Vậy thì có thể kết luận là hiện nay Face ID và ID scanner có thể nói là đang kém hơn so với cái fingerprint. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, là những nhà nghiên cứu về an ninh mạng, thì chúng tôi phải đưa ra những khuyến cáo sau khi mình đã nghiên cứu và mình đã rất hiểu về các công nghệ này. Thứ nhất là với cái việc là Face ID cũng bị đánh giá cũng đã bị qua mặt như vậy, thì chúng tôi thấy rằng là đối với người sử dụng thường thì trước mắt tôi nghĩ rằng là chưa còn có nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Nhưng với những người sử dụng như là các cái tổ chức an ninh quốc gia, hay là các lãnh đạo quốc gia, các tập đoàn lớn, hay là các tỷ phú, là những người cần để ý cái này. Bởi vì cái giá trị của họ, cái sự muốn những người khác muốn khai thác họ là đủ để người ta có thể đầu tư làm những cái như thế này. Một cái rất là đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý, thậm chí đối với cả người sử dụng cá nhân, nếu bạn nào những ai nghĩ rằng là cái dữ liệu của mình cần phải được bảo vệ. Vừa nãy chúng ta đã thấy là rõ ràng là Face ID nó có khả năng đưa thêm một cái nhận diện khác ngoài cái chủ nhân vào trong máy. Cụ thể ở đây, và chúng tôi đã có những kịch bản để có thể làm cái điều đó, tức là ngoài cái chủ nhân ở trong máy thì nó còn có thể đưa một cái mặt nạ vào trong máy. Vậy thì tức là người ta có thể dùng mặt nạ đấy để mở lúc nào đó mà cái chủ nhân không biết. Thà rằng là người ta lấy luôn cái máy thì ok, cái chủ nhân đã biết, hay là vào lấy dữ liệu xóa đi thì chủ nhân đã biết. Nhưng ở đây lại là lấy nhưng không biết, cái đấy mới nguy hiểm. Ví dụ an ninh mạng chúng tôi có cái gọi là ATP, tấn công ATP bây giờ ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới đang rất phổ biến. Nôm na là chúng tôi biết đấy, thậm chí các tổ chức về gián điệp họ cài các cái phần mềm gọi là ATP, và họ âm thầm họ lấy dữ liệu, nó nguy hiểm hơn, họ tấn công vào, họ xóa sạch dữ liệu, xóa sạch chúng ta biết luôn. Đằng nào cũng chỉ mất bằng vài dữ liệu, nhưng chỉ mất bằng vài dữ liệu. Còn nếu như họ cứ nằm vùng ở đấy, cái điều đấy mới nguy hiểm. Tương tự như vậy, ai đó cài một cái mặt nạ vào trong máy của mình, điều đấy cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi có một khuyến cáo là với kể cả với người sử dụng thường, nếu bạn thực sự để ý đến dữ liệu của bạn, các công nghệ khác thì các bạn có thể vẫn cho người khác mượn máy của mình, nhưng với công nghệ này các bạn phải để ý, với Face ID các bạn không nên cho người khác mượn, tuyệt đối không nên cho người khác mượn máy. Chúng tôi có cái kịch bản để có thể khai thác việc đó. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải rất cân nhắc khi sử dụng Face ID trong thanh toán điện tử. Chúng tôi thấy rằng là sau khi cái công nghệ ID scan là do chúng tôi và một cái nhóm ở bên Đức đã phát hiện ra là nó có thể bị vượt qua như vậy, thì chúng tôi đã để ý thấy là Samsung đã đưa vào cái khuyến cáo là bạn không nên sử dụng nó trong cái khi sử dụng các giao dịch như là thanh toán điện tử. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng Apple cũng nên có cái khuyến cáo đó tại lúc này, nếu như Apple chưa có biện pháp khắc phục. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy là Face ID chưa đảm bảo an ninh như là Apple công bố. Chúng ta thấy Apple nói là nó có thể phân biệt cái ảnh, nhưng ở đây nó đã không phân biệt nổi cái ảnh. Nó có thể phân biệt mặt nạ, và đây chúng ta thấy nó không phân biệt nổi mặt nạ. Nó chỉ có lưu trữ một dữ liệu về một khuôn mặt ở trong máy, nhưng ở đây nó có hai khuôn mặt của chủ nhân và cái mặt nạ. Đây là PUC, là cái nguyên tắc cơ bản. Thế nhưng rõ ràng đặt ra chúng ta phải thấy đáng lo ngại như thế đó, và nó chưa đảm bảo như Apple công bố. Và chúng tôi thấy rằng là AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo, dù thế nào tại lúc này thì cũng vẫn là do con người tạo ra. Cụ thể là cái người tạo ra nó thì nó có thể làm tốt nhất theo cái kinh nghiệm của cái người tạo ra nó, cụ thể đây là của Apple. Nhưng nếu như bạn có kinh nghiệm nhiều hơn thì bạn vẫn có thể vượt qua nó. Và thực tế chúng ta đã thấy. Xin cảm ơn.
cái vấn đề, cái việc là BKV có thể chế tạo ra một cái chip mặt nạ để vượt qua cái Face ID như tôi đã nói là gây sự thu hút của cả thế giới. Và vì vậy chúng tôi nhận rất nhiều câu hỏi, và trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có để giải đáp hết tất cả. Thì chúng tôi đã có rất nhiều cái câu hỏi đáp đưa lên website của chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên. Thì trong buổi ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi sẽ chọn ra một số cái câu hỏi mà nhiều các anh các chị đã đặt ra nhiều nhất và phổ biến nhất, thì chúng tôi sẽ giải đáp một số cái câu hỏi như vậy để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Xin mời chúng thứ nhất thì chúng ta có một cái câu hỏi rất là phổ biến là trong quá trình chế tạo cái mặt nạ thì các nhà nghiên cứu có cho cái iPhone X này nó học cái chiếc mặt nạ này hay không? Thì anh Tuấn Anh sẽ trả lời câu hỏi này. Vâng, như tôi đã nói trong cái phần buổi trình bày, tức là BKV đã cũng với các phần nâu khác tốt trong quá trình nghiên cứu. Và cái điều này thì chúng ta có thể thấy một cái tôi có thể là demo luôn một cái rất đơn giản sau đây. Tức là cái điện thoại này thì như trong cái ví dụ demo của tôi ban đầu, cái điện thoại nằm trên giá đúng không ạ? Tôi có thể mở khóa của tôi ở gần như là tất cả những cái vị trí rất là thoải mái, rất nhiều các cái góc cạnh khác nhau. Tôi xin mời camera chiếu vào cái phần đấy luôn. Vâng, tôi có thể mở khóa ở các cái vị trí khá là thoải mái. Sở dĩ nó mở khóa thoải mái như này thì bởi vì cái camera, cái iPhone này nó đang học chính cái khuôn mặt của tôi. Và do cái khuôn mặt này là khuôn mặt chúng tôi tạo ra dài nên là nó chỉ nhận ở cái góc gọi là và vị trí cố định. Nếu mà tôi đưa ra các cái vị trí khác, đây chính là cái iPhone mà lúc nãy tôi mở. Đấy, rõ ràng là nó không mở được. Không mở được. Đấy, và tôi sẽ thử đưa vào đúng cái vị trí, đúng cái vị trí mà lúc nãy tôi đã thử nghiệm. Ở đây thì tôi đã phải có cái đánh dấu và đánh dấu 3 chiều để đảm bảo là đúng cái vị trí. Và đây cái khớp 360 độ là tôi phải cố định ở đây. Tôi sẽ đưa vào. Đấy, các bạn có thể thấy là chỉ đúng vị trí này nó mới mở. Đấy, như vậy thì đấy là một cái cách, một cái rõ nhất trả lời cho câu hỏi về cái chuyện là chúng tôi có cho chiếc iPhone X học chiếc mặt nạ đó hay không. Bởi vì nếu mà học thì nó sẽ có thể mở các cái vị trí bất kỳ rất là thoải mái. Tức là Apple họ đã tạo ra cái cơ chế học để phục vụ cho cái việc là cái chủ nhân của họ sử dụng nó thoải mái. Ví dụ bạn đội cái mũ hay là bạn có thêm râu thì nó vẫn phải nhận một cách rất là thoải mái. Thế nhưng ở đây rõ ràng là nếu nó học cái mặt nạ này thì có thể nhận cái mặt nạ này thoải mái, nhưng rõ ràng là chúng tôi có thể chỉ ra một cái khu vực rất là nhỏ nó có thể nhận ra, bởi vì nó vẫn là cái mặt nạ. Thế và tất nhiên là chúng tôi sẽ tối ưu hoặc là các nhóm khác họ sẽ tối ưu để cái việc là tìm ra cái vị trí này nó sẽ tốt hơn nữa. Nhưng chúng tôi đã nói vì đây là một cái POC, Proof of Concept. Câu hỏi thứ hai phổ biến là iPhone X thì có cơ chế bảo vệ bằng cách là sau 5 lần mở khóa thì không thành công thì nó sẽ yêu cầu cái passcode. Vậy thì các nhà nghiên cứu làm thế nào để có thể sử dụng cái số lượng hữu hạn các cái lần mở khóa như vậy để chế tạo cái mặt nạ? Thì cái này chúng tôi đã giải thích vừa xong. Ví dụ như iris scanner thì họ dùng 3 lần, còn Face ID họ dùng 5 lần. Như chúng tôi đã nói là chúng tôi đang làm cái này là cái POC và nó sẽ tối ưu, nó có thể tối ưu. Thứ nhất nó có thể tối ưu để cho có thể 100%.
là mở ngay, và lúc đó thì nó sẽ vượt qua cái số lần như vậy. Ví dụ như iris scan chúng tôi chỉ cần một lần. Thứ hai nữa là cái từ cái PUC này có thể đưa ra các kịch bản, và không, thậm chí kể cả có người ta sẽ lừa bằng cách nào đó. Ví dụ gián điệp có thể là hai người có quen nhau và sẽ tìm cách lừa thế nào đó để cuối cùng nó nhập cái mặt nạ vào trong cái máy đó và người chủ nhân không biết một cách vô thức. Thì có những cái kịch bản có thể làm được cái điều đó. Thế và đấy đấy là tác dụng của cái gọi là POC trong lĩnh vực nghiên cứu chúng tôi. Đấy, như vậy là tôi đã trả lời cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba cũng là một cái câu hỏi phổ biến, là nếu BKAV reset lại cái Face ID và sau đó thì đăng ký cái khuôn mặt, tức là cho cái mặt nạ nhận, thì nó sẽ như thế nào? Thì cái này hôm nay trả lời. Vâng, như cái phần mà tôi đã trình bày về cái quá trình mà thực hiện cái POC này, thì trong các cái bước từ cái việc mà tạo ra mặt nạ, in ảnh 2D, tạo ra mũi, và cái bước tiếp theo, bước thứ tư, bước quan trọng nhất, đó là cái bước mà tinh chỉnh cái mặt nạ để mà cho nó có thể mở được cái điện thoại này. Thì như thực tế hiện nay thì cái việc mà tinh chỉnh đấy, thì như mọi người thấy lúc nãy tôi làm một cái ví dụ là chỉ là cái mắt thôi, nhưng mà ở đây thì nó rất nhiều cái bộ phận khác nhau. Thì cái việc mà tinh chỉnh để cho cái chiếc mặt nạ này có thể mở được cái điện thoại, thì chúng tôi như hiện nay là chúng tôi mất khoảng từ 9 đến 10 tiếng để thực hiện cái việc đó. Cái việc đấy là có thể thực hiện được. Và ở đây thì tôi cũng xin gọi là tiết lộ thêm một cái điểm mà trong nghiên cứu về security ấy, thì chúng tôi rất là quan sát những cái điểm gọi là điểm mà điểm yếu hay là cần sơ. Ví dụ tại sao chúng tôi, các anh chị có thể băn khoăn tại sao lại biết là cái chỗ này lại dịch lên một tí, chỗ kia lại lưu xuống một tí thì lại được. À, thế thì thực ra cái này thì tôi cũng anh ấy không tiết lộ, nhưng mà tôi tiết lộ ở đây một chút, đó là cái thằng này, thì khi mà nó mở, khi chúng tôi thử nghiệm ấy, thì nếu mà nó gần được thì nó lại rung lên một cái, nó rung lên một cái nó quay để tạo hiệu ứng. Thực ra đấy là về mặt trải nghiệm thì tôi nghĩ là Apple rất là để ý về đấy, nhưng đôi khi nó lại tạo ra sơ hở. Nó chính là cái điểm mà chúng tôi di chuyển các cái vị trí. Thì ví dụ như là cái râu này của tôi đây, tôi dán lệch ra một tí bên phải bên trái lại, chúng tôi là điều chỉnh, và khi mà thấy cái điểm nó gần được rồi, chúng tôi sẽ ví dụ đi theo hết cái hướng đấy để xem là nó có tăng lên không. Nếu nó không tăng, chúng tôi đi theo chiều ngược lại. Theo nguyên tắc như vậy, chúng tôi sẽ tìm ra được cái vị trí tối ưu nhất của từng cái thành phần giả như vậy. Và với cái cách như vậy thì chúng tôi là sẽ có thể là tinh chỉnh được cái mặt nạ mở ra được. Tuy nhiên, tất nhiên ở đây thì do là POC nên là chúng tôi làm thủ công như vậy. Còn tất nhiên sau này thì có thể các đội khác, như anh Toàn nói, tối ưu hóa cái quy trình đấy để thời gian, ví dụ như lúc đấy không phải là mất 8-9-10 tiếng, như chúng tôi có thể là 15 hoặc 20 phút có thể làm ra được một cái mặt nạ mở ngay được trong cái điện thoại. Tôi cũng bổ sung thêm là các bạn có thể thấy cái mặt nạ này trông nó rất là thô sơ, và rõ ràng nó có thể cải tiến thêm rất nhiều để nó có thể có cái nhận tốt hơn, giống như chúng tôi đã làm với cái iris scanner. Vâng. Như vậy thì cái buổi gọi là thế nào nhỉ? Chuyện không đúng, đây là công việc của chúng tôi, gọi là công bố hoặc là phân tích để giúp mọi người hiểu hơn về một cái công nghệ mới. Và nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người trong xã hội, không chỉ của Apple đâu. Đây là cả một cái hệ thống nhận diện khuôn mặt cho máy tính và cho điện thoại của chúng tôi đã để ý, đã theo dõi từ 10 năm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ đến lúc nào đó chúng tôi sẽ khẳng định là cái công nghệ nhận diện khuôn mặt này là có thể sử dụng an toàn, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi như vậy. Thế thì đây là cái buổi ngày hôm nay đã kết thúc, và xin cảm ơn sự tham dự của các chị. Xin cảm ơn sự tham dự của các anh, các chị và các bạn đang theo dõi qua livestream. Xin cảm ơn. Sau đây thì là nếu anh chị nào có các cái câu hỏi thêm thì có thể gửi, và chúng tôi có thể sẽ update ở trên website.